lắp một cái thuê bao nó rất là gần. Đây đang dùng cái mạng của Việt của Vina. Đợt trước là đang dùng mạng của Viettel anh ạ. Trèo lên đây xem cái dây Vina là dây nào. Nếu đi ra ngoài thì dùng luôn cái dây. À, chạy đi vào trong này. Đây nhá, nó là cái dây này. Lên trên mái cắt luôn. Lên trên mái cắt luôn dây của Vina này. Dùng luôn dây Vina này. Tận dụng lại cái dây luôn. Bà mới chuyển lên đây à? Thế anh đi đâu rồi? Anh luôn đi đâu rồi bác? À. Đây là cái cột Viettel nhá. Hơi ngắn dây sao? Khả năng ngắn dây. Ngắn dây thì tháo đoạn này xuống. Không việc gì. Tháo đoạn này xuống. Đấy, đi chéo như này là đủ. Thừa dây thoải mái. Lần đầu tiên là lấy cái dây Vina này dùng luôn. Alo. Không được. À cái dấu cộng ở bên dưới cơ, cái cam 1.13 kia cơ. Dấu cộng này à? Không, kích. Đấy. Anh thử ping xem nó địa chỉ đấy là bao nhiêu. Xem cái cam lúc đấy là cam bao nhiêu? 1.13. Có phải cái cam vừa mới lắp vào không? Bình á. Quay xa xa cho nào. Xa xa. Đoạn này không có máy tính mà tem view chưa nhỉ? Thứ ôi, chờ tí đó nhá. Hoặc là lên YouTube mà học. Chờ tí đã, đã làm đã.
thanh niên cài cái cam IP nhưng mà không biết làm. Lại phải gọi video trong khi mình đang bận. Chờ thị, tí xử lý xong. Căn bản ở đoạn này nó ngắn cho nên dùng luôn cái dây VNPT này. Chứ đoạn dài là mình không dùng đâu. Đây là lần đầu tiên dùng cái dây này luôn. Đây mấy cái dây thít này thì mình cho luôn vào. Dây thít này nó kém lắm. Để ngoài trời này được mấy tháng là nó lại hỏng mất. Ở đây mấy anh em VNPT thường hay lấy dây Viettel để dùng luôn. Đây là lần đầu tiên mình dùng cái dây của Vina. Đây là tiết kiệm dây anh ạ. Đây anh em, khi nào anh em còn thạch sùng nó chui vào được. Đây cổng số 1, anh em cho vào cổng số 1 đi nhé. Đây anh em ướm tầm này thôi. Cắp đôi luôn. Hai sợi. Dùng mỗi sợi dương. Anh em cắt dây thì anh em để cho nó vào trong cái khe này. Đặt nó xuống. Đấy, như vậy đã cắt xong. Cái hộp của cam này nó đang bị suy hao anh em ạ. Tín hiệu của nó thu thấp. Cho nên phải dùng cái đầu phát mới. Tín hiệu ngoài hộp đã là âm 25 rồi. Ở đây thì anh em cài luôn cái khe vào cái khe này. Sau anh em thực hiện ghi cái tem nhãn vào nhé. Luận PV2. Luận PV2. Đây, mạ tủ này. Quạt 1 này, 01 này, tủ 14, 25, 000. Đây mình không dùng cáp anh em nhé. 101 14 25 000. Ở đây anh em đừng có cho nó. Ở đây anh em làm cho nó một cái lỗ này. Đấy, mình di chuyển được này. Đấy, anh em đừng có làm
đừng có cho nó dán luôn vào, để tí mình thay đổi đây, mình di chuyển được đây. Đấy, còn port này nữa. Port này không biết nhà nào. Không 428. Ghi nốt cái tem nhà này. Ở ngoài tủ này thì anh em phải thực hiện là chụp là 3 ảnh. Tầng B. Tầng B. Port số 7 này, 01 này, 14, 25. Cái tủ này nó đang bị sai nim. Anh em cập nhật lại 428. Tầng port 7 này. Linh port 4. Sơn port 3. Thiệp port 6. Rồi anh em vào cái phần triển khai mới để cập nhật cái hồ sơ điện tử. Đây, anh em đấu nối thuê bao nhé. Anh em vào phần VSmart này. Xong có mục triển khai cố định băng rộng này. Bấm OK đi. Nó bật định vị. Anh em kích vào chỗ nhà luận này. Ở phần dấu cộng này anh em đổi cái thiết bị đi. Bởi vì không phải đấu loại nào nó cũng... Ôi. Nhầm thiết bị rồi. Mát cay nhỉ. Đấu nét mấy đây. Mẹ. Đấu sai thiết bị rồi anh ạ. Đâu sai thiết bị rồi anh em. Mình cầm nhầm thiết bị đi rồi. Thôi bây giờ cứ vào bấm đầu sẵn đi đã.
Bây giờ phải gọi cứu cứu trợ. Thuê bao này rơi vào tầm 15 mét chẳng. Chị có đi vào Lạc Hưng không? Vào thì cầm cho em một cái thiết bị vào trong này với. Lắp trên nhà ai vậy? Lắp thuê bao cần giang mà, nhưng mà nó lại hôm nay nó đấu lại super nét. Nhầm. Hả? Lúc nãy đấu cho cái giang nhưng mà cầm nhầm thiết bị. Ở đâu? Báo hiệu. Thế thì không thì chỉ làm luôn con nhà mình đi, nhưng mà bây giờ nó còn cước ở đấy thì không cước tay được đâu. Còn cước không chạm được à? Chạm được, không làm nút tay được. Thế thì cứ cầm và mang vào luôn cho em. Thế thì phải cầm, nhưng mà nhà đấy là nó đấu nét mấy đấy? Ờ, nét 1 thì có đây rồi. Thế chị lên trên kia cầm cho em là được. Tí lên đấy gọi video cho em. Ừ. May quá có cứu viện này nhá. Không ấy lại phải vòng ra trung tâm lấy thiết bị. Đấy, trên đây là tôi toàn bộ cái quá trình. Bây giờ chỉ cần lắp thiết bị vào đây nữa, xong anh em cài mật khẩu, cái tên wifi với mật khẩu wifi nữa là xong. Triển khai một thuê bao này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Tí quay lại lắp cái wifi vào, cập nhật cái hồ sơ điện tử là được. Ui, tín hiệu suy hao kính thế. Vãi trưởng. Bà muốn mua cái gì? Mua cái ổ điện 3, 4 cái cắm. À. Cái này mới có 3 kg. À à. Chứ có được cái đầu. Ở đây bà cắm thêm cái gì? Hả? Ở đấy là bà cắm thêm cái gì? À. Thiếu một cái. Để anh giấu bác này.
Để tí cháu xem nào. Đây này. Xí hao anh em ạ. Cày thế nhờ. Căn bản cái này nó, tủ này nó cũng xí hao rồi. Xem này, tủ sụp. Bên trong là 30 đấy. 25. Mất mấy dB. Tầm 25-26 sẽ được. Tí bán luôn cho bà cái rắc này. Okay. Ba ơi, tí nữa cháu quay lại cháu lắp cho nhá. Cầm nhầm cái wifi này đi rồi. Cầm nhầm. Vâng. Tiếp công mày đi mà không làm thực tế vào. Cũng không để ý. Đội kia nó lắp.
Đây, cháu mua, cháu bán cho cái này. Đâu? Cái này, không, cái này chỉ cần cắm vào là nó ra ba cái lên luôn. Đây, một cái này là ra ba cái này luôn. À, mình không phải đấu thêm. Cái này bọn cháu hay cầm đi mà, để bán cho khách, chẳng hạn như nhà bán cắm một cái và được ba lỗ này luôn này. Bộ chia điện. Và tí cháu quay lại mà, tí đội kia mang vào cháu. Ba cái này thì làm sao đủ bốn cơ mà.